Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Ngổn Ngang, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Cái sân trước không có ai, lá bạch đàn khô se sẻ đậu trên băng đá. Nhà trên cũng không có ai, cây chổi lông gà nằm chéo trên cái bàn chữ U. Nửa ngoài thì đã sạch bông, nửa trong thì bụi còn đóng một lớp dày. Con phèn chắc cũng đi cua gái, không thấy nhảy sổ ra tí tởn. Có tiếng nước chảy tồ tồ ở đằng sau, chắc là má tôi ở trong đó. Tôi ngồi bệt xuống ngạch cửa nhìn má tôi. Lâu quá rồi, không có nhìn má. Sao tự nhiên thấy cái vai của má gầy đi vậy không biết. Lưng thì còng xuống, vai và lưng khẽ rung. Sao nhìn giống như là khóc? Thiệt tình là rất giống như khóc. Và đúng là má khóc. Ai đã làm gì? Chuyện gì? Sao má lại khóc? Diền, má không ngờ chuyện thằng Bảo với con. Cuối cùng thì má cũng biết cái chuyện này. Má biểu tôi kể tường tận cái chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa. Má vừa lau nước mắt, vừa nghiêm mặt. Đâu, con kể rành má nghe coi. Có những chuyện không thể rành rọt, như một cộng một là hai được đâu má à. Tôi lại gần, cọ mớ tóc bụi bặm vào bên vai của má, ngó những giọt nước rỉ rả từ cái vòi nước đầy rêu xuống mớ cải xanh. Bây giờ con nên bắt đầu từ đâu hả má? Hồi đó mỗi khi có dịp, tôi cũng ôm vai má như vậy an ủi. Lo chi má, Bảo vẫn còn ở đó, mai mốt con rảnh con lấy chồng mà. Thế là má tôi hỏi, rồi chừng nào bay rảnh? Ủa, thì con đâu biết đâu. Tôi có biết đâu. Ngày của phóng viên trẻ là một ngày vô định. Má tôi cảm thấy hạnh phúc vô ngần khi buổi sớm còn thấy tôi vùi đầu vào đống gối chăn rối bù như tổ nhện và nói được một câu: Diên ở nhà, má đi chợ. Rồi thì đau khổ phát chai đi khi đón tôi ở cửa, nhìn dũng đêm đen đặt sau lưng đứa con gái, khổ như là nhìn nồi chè khoai môn má cố công nấu hâm đi hâm lại cả tuần mà đứa con vẫn không về được để ăn. Ba tìm cách san phẳng quả núi trong lòng má. Kệ nó đi, nó đi theo cái nghề của ba Hậu nó ngày xưa, chắc ảnh á cũng hài lòng. Ba Hậu là ba trước của tôi. Ông đã hy sinh ở chiến trường khi tôi còn phiêu diêu ở đâu đó, làm thủ tục đầu thai thành con gái kiếp này. Vốn là một phóng viên chiến trường, khi chết trên tay ông vẫn còn cầm cái máy ảnh. Tôi yêu ông vì thường nằm mơ thấy ông với nụ cười hồn hậu như trong bức ảnh thờ. Ông không nói gì hết, không đi gì hết, chỉ cười, muôn thuở chỉ cười thôi. Ông tổng biên tập già nua hay ngắm tôi rồi than: Chú thèm cái nhiệt tình xông xáo của cháu, mà sợ quá, sợ một ngày tim cháu cũng trở nên lạnh ngắt, thờ ơ, nhìn đời chạy marathon qua, cũng như chú. Nhưng chú vẫn còn thương, vẫn còn ghét đấy thôi. Ừ, nhưng mà không dám nói ra cháu à. Còn tôi thì dám, người ta gọi tôi là phóng viên số phận. Từ nghiệt ngã đau đớn, cho đến thăng hoa nhất, tôi quan tâm đến từng ngõ ngách của đời người. Nguyên, bạn đồng nghiệp của tôi nhận xét: Rồi có một ngày Duyên sẽ viết về số phận của mình cho mà xem. Chắc không đâu. Cho tới ngày mà tôi 24 tuổi, tôi chưa làm được việc gì coi được một chút. Một chuyện mang hơi hướng vĩ đại như nhặt của rơi trả lại cho người bị mất chẳng hạn. Đời tôi cũng được cấu thành nhiều việc vụn vặt bình thường. Ngay cả trong tình yêu, tôi cũng hết sức bình thường.
Tôi yêu mà không mộng mị mơ tưởng. Tôi chỉ có một nỗi tự hào rằng mình có hai người ba, và họ đều thương yêu tôi, dù đã có người nằm xuống. Cái hồi mà tôi với Bảo yêu nhau, cho tới bây giờ tính ra vẫn chưa có xa lắm. Tôi hay lại đằng nhà của Bảo chơi. Nhà Bảo nằm trong dãy đường bán thuốc đông và mỹ phẩm. Trước nhà có bà dì ép bìa kiến cho học sinh bằng bằng ủi. Bà dì vui tính, mỗi lần mà thấy tôi thì lại trêu: lúc rậy cô đi đâu ít thấy ha, thấy cái tướng thằng Bảo là biết nó nhớ cô quá trời à. Tôi cười, tôi dậm giày trèo lên những bậc thang. Cái phòng của Bảo, cái ban công nhà của Bảo với tôi có cái gì đó dương dấn thiêng liêng kinh khủng. Nơi mà ngày xưa ba hậu của tôi từng hoạt động khi còn được gài ở trong thành. Mẹ của Bảo là người Việt gốc Hoa, ngày ấy đóng vai vợ của ba hậu tôi. Khi chúng tôi lớn lên, hai nhà khuyên chúng tôi yêu nhau. Tôi nhận thấy mẹ của Bảo với ba hậu tôi ngày xưa chắc hẳn là có tình. Họ mong chúng tôi trả món nợ ân tình đó, và chúng tôi hồn nhiên đến với nhau. Vậy thôi. Tôi thì hời hợt, còn Bảo thì chu đáo. Tôi bay nhảy như chim trời, còn Bảo lại là kiến trúc sư vẽ chằng chịt những khu quy hoạch thành phố mới. Ở bên Bảo, chúng tôi thường hôn nhau không quá 10 giây. Lúc đó, tôi nghe tiếng xe chạy ngược chạy xuôi ở ngoài đường, dưới cái ban công lùng nhùng như những đường dây điện thoại. Tôi nghĩ, đáng lý ra mình cũng phải chạy như vậy, phải guồng chân với dòng đời như thế này chứ. Vậy là tôi lại quẩy túi tôi đi. Cuộc đời mỗi giây là một sự tươi mới, một tin tức nóng. Thật tình thì cái hồi mà hai đứa yêu nhau, thi thoảng tôi có nghĩ ra một chuyện gì đó làm tăng thêm cái gia vị của tình yêu. Tôi gọi điện kêu Bảo hớt tóc đi, để tóc dài, giống Du Côn quá. Bảo hỏi, cái lần mà hai đứa mình gặp nhau là bữa ăn bánh xèo phải không? Không đợi tôi nhớ lại và trả lời, anh nói luôn, anh hớt tóc đúng một tuần rồi. Tuần rồi, em ở đâu vậy? Một lần tôi làm được một việc vĩ đại là nhớ được cái ngày sinh nhật của anh. Thế là đang làm phóng sự ở Sông Đốc, hết đò tôi quá gian tàu dầu về thành phố. Chiếc tàu ầm ì chạy về đã đến nửa khuya. Đến nhà Bảo thì đằng xa thấy Bảo ôm hôn một người ngay ở cái chỗ mà ban ngày bà dì ép kiến ngồi. Lạ lùng, người con gái ấy không phải là tôi. Từ lâu tôi không biết là Bảo thích một người con gái tóc dài trắng trẻo, chứ không bụi bặm mạnh mẽ như tôi. Thích một người con gái dám đứng ở hè đường hôn nhau, chứ tôi thì tôi mắc cỡ cái khoản này kinh lắm. Tôi lặng lẽ về. Cái ông xe ôm khi nãy chở tôi đã đi mất tiêu rồi. Tôi phải về bằng chính đôi chân của mình. Lúc đó mấy ông dân phòng đeo băng đỏ đi tuần, thấy tôi, mấy ông dò xét: nè, chừng này còn lang thang ở đây bằng nhóm phố đêm hả? Tự dưng tôi thưa với mấy ông đó mà muốn về trụ sở dân phòng uống nước trà. Tự dưng thấy thèm trà quá, mà phải là trà pha thật đậm. Tôi muốn thức thử coi đêm nay là dài bao nhiêu. Cái chuyện mà má tôi muốn biết chỉ có bao nhiêu đó thôi. Tôi kể cũng nhẹ nhàng bao nhiêu đó thôi. Bà thì thấy rằng tôi dường như mất mát quá nhiều. Má nghĩ mất Bảo rồi, 6 tỷ người trên hành tinh này đối với tôi không là cái đinh gì cả. Bà mong tôi có một biểu hiện gì đó, chỉ cần nhếch nhẹ một chút đau khổ thôi, má tôi sẽ ôm tôi vào lòng mà an ủi. Tôi cũng thấy buồn kinh khủng lắm. Sao Bảo làm vậy mà tôi không đau đớn vật vã gì hết? Sao tôi không ghét Bảo mà lại thấy thương anh nhiều hơn? Ngay cả là một việc tương đương vĩ đại là đánh vào người của anh, vào ngực của anh, nơi có trái tim đỏ tươi nhảy nhót để cho nó đau, mà tôi cũng không làm được. Thiệt,
tôi tệ hết sức mà. Tôi lại ăn trứng cút luộc trừ cơm mỗi lần đi tàu tới một địa phương xa, lại ngoi ngóp lội bùng ra tận bãi bồi xóm mũi để coi người dân sạc sầu huyết, lại đóng cái dài bồi bàn bán vé số nghiện xì ke để thực hiện phóng sự của mình. Má kinh lắm, tưởng là tôi vì thất tình mà vùi đầu vào công việc. Thế là tôi nghĩ ra một cách an ủi má. Con có người yêu khác rồi má à. Má tôi hỏi, ai? Tôi chỉ Nguyên. Nguyên với tôi là cùng nghề, cùng chuyên trách trang xã hội. Lần nào đi công tác chung á, ăn cơm chiều ở một chỗ heo hút nào đó, chưa uống nước cho qua khỏi cơn nghẹn thì đã hỏi nhau, nè, tối nay mình ngủ ở đâu? Có lần chúng tôi rủ nhau ngủ chợ, ngủ thớt thịt cho ấn tượng chơi. Thành phố về đêm như một cái lẩu thập cẩm để ớt quá tay, hỗn độn, nóng bức. Nguyên nói với tôi, ở đây có thể xảy ra mọi thứ, kể cả giết người. Tôi dựng tóc gáy, nhưng vẫn không chịu về. Nguyên bảo, bên sông ngủ đi, Nguyên canh cho. Nghe chân thành như một hòn đất, Nguyên yêu tôi. Tôi trả lời là tôi yêu Bảo rồi, mà tôi có phải là đứa con gái tốt đâu. Chưa biết tôi tốt hay không là đã thương rồi. Nguyên thấy thương thì thôi đi. Tôi bảo nói theo ngôn ngữ nghề của mình, hai đứa mình giống như là đứng bên hai bờ sông, nhìn thấy nhau, nghe nhau nói, nhưng không đến được với nhau đâu. Nguyên cãi bướng, Nguyên có đò mà. Tôi cáo bẳn, diện bắn bể xuồng luôn á. Từ lúc đó Nguyên gọi tôi là bên sông, mà tôi nghi quá. Nghi á, Nguyên là hậu duệ của nàng công chúa xưa, cho nên lù mù yêu tôi hỏng tương lai, như là nàng Mỹ Châu mà yêu Trọng Thủy. Nguyên này thì toàn làm những chuyện cho tôi cảm động không thôi. Ví dụ như đi làm phóng sự về, đêm, mưa thầm trầm dai dẳng, tôi lái chiếc xe máy màu đỏ kêu sùng sèn chở Nguyên. Nguyên rướng người cao dánh, kéo cái cổ áo sơ mi để che mưa tạt cho tôi. Tôi chạy xe trong mưa bồng bềnh cái cảm giác lạ lùng thấy mình không chống chọi xù xì để chiến đấu với ai. Tôi thấy mình giống như hòn đất mềm, hòn đất không suy tư, hồn nhiên dở ra, ngửa mặt giữa trời. Một ngày nọ, Nguyên tặng cho tôi một cái nguyệt cầu. Nguyên cũng chẳng xấu như thằng Củi. Tôi đẹp thì không bằng một ly của chị Hằng, cho nên mới thoáng qua. Chẳng hiểu Nguyên tặng tôi vật ấy có ý gì, mà tôi cũng không hỏi là nó có ý gì. Công việc vẫn nhiều như trước. Mới đây tôi lao vào cái vụ việc tai nạn lao động ở một công trường xây dựng. Nhiều người bị những mảng gạch từ trên toa đổ xuống. Trong đó có một chị tôi quen. Chị ấy đã từng đứng đường bán thân nuôi miệng. Chị bỏ nghề đi làm phụ hồ dù mới hơn một tháng nay. Ngón chân sơn đỏ như màu máu của chị chưa kịp tróc, chưa kịp phai, thì chị đã chết. Tôi bước chân vào cái hẻm nơi tôi đã từng cùng chị về những lúc tàn đêm. Nè, đi, đi cho biết nhà tao, cho biết hai đứa con tao. Coi tao sống làm sao mà làm cái nghề ngóc đầu không nổi này. Bảo cũng đến đó, đến để chia tiền cho thân nhân của chị, gọi là đền bù. Tôi biết nhiều chuyện hơn Bảo tưởng. Hỏi Bảo tại sao hồ trộn không đủ chất lượng, toàn là cát thì làm sao đủ kết dính để đến nổi tường đổ. Số xi măng lẻ ra được ngào hồ đã đi đâu? Bảo không trả lời. Bảo im lặng. Tôi nghĩ với cương vị giám sát công trình lẽ ra anh phải biết và đã biết. Hồi lâu sau thì Bảo lên tiếng. Dù sao anh cũng đền cho bà 10 triệu là xứng đáng rồi. Bà có bảo hiểm gì đâu. Tôi tát Bảo thật mạnh, để sau đó cắn môi nhừ. Da Bảo trắng quá nên in rành rành 5 ngón tay của tôi. Bảo bỏ đi. Tôi ôm hai đứa trẻ con của chị, hai đứa trẻ mũi dãi tèm lem. Tôi kéo giặt áo lao cho chúng và tôi bật khóc. Tôi khóc vì yêu.
Bảo đi vào con đường tội lỗi ấy khi nào? Tôi vô tâm quá cho nên tôi đã không hề hay biết. Má tôi tá quả khi hay tin Bảo bị thanh tra và Nguyên mà tôi nói đã không còn ở đây nữa. Nguyên đã định cư vĩnh viễn ở nước ngoài sau khi tặng tôi quả nguyệt cầu. Nguyệt cầu của chia xa, của thằng Cụi, chị Hằng chưa bao giờ được trông thấy nhau và cũng không được nhìn về một hướng. Tôi về ngồi ngay chỗ ngạch cửa nhổ tóc bạc cho má tôi. Tôi không kể cái chuyện xảy ra vừa rồi giữa tôi và Bảo vì sợ mình sẽ để rớt nước mắt. Trên đỉnh đầu đã bắt đầu trống quơ vì quá nhiều tóc bạc bị nhổ của má. Má dạy tôi tóc suông suông đừng có nhổ, mà tóc bạc nhiều như vậy nhổ là trọc luôn đó. Mấy cái cọng xoăn mới là tóc ngứa. Rồi má kể, hồi sáng nay dì hai có lên. Tôi hỏi dì hai đi đâu. Má nói bữa nay 16, ngày tốt, dì hai đi trồng răng lại. Mấy cái răng cũ chờ ăn kẹo cưới của con cháu gái, chờ tới rụng hết trơn rồi. Rồi má bất thần hỏi, nè, thằng Bảo nó lầm lạc rồi, không ra gì rồi. Sao con không giữ lại thằng kia ha con? Ôi trời ơi má ơi, má hỏi tôi ngay cái lúc mà tôi không bình thường nhất. Tự dưng tôi thèm được yêu thương ai đó, để mà chia sẻ, để mà dìu dắt nhau đi trên con đường đời ngổn ngang. Mà vì một nỗi đam mê nào đó, tôi đã đánh mất rất nhiều.